Áo dài đối với tôi có nghĩa là di sản văn hóa và truyền thống. Áo dài là một biểu tượng của lịch sử và phong tục phong phú của Việt Nam, được phụ nữ mặc trong nhiều thế kỷ như một biểu tượng của vẻ đẹp và sự tôn trọng. Áo dài không chỉ là một bộ quần áo, áo dài mang một ý nghĩa văn hóa sâu sắc vượt xa vẻ bề ngoài của nó. Áo dài là một biểu tượng của văn hóa và di sản Việt Nam, đại diện cho vẻ đẹp, duyên dáng và sang trọng của người Việt Nam. Khi nhìn một người phụ nữ mặc áo dài, người ta không thể không thấy cô ấy thật duyên dáng. Cái tà áo dài bay bổng khi cô ấy bước đi làm tăng thêm vẻ kiêu sa của người phụ nữ và khiến áo dài trở nên khác biệt với một chiếc váy thông thường, mang lại cảm giác sang trọng và kiêu hãnh cho người mặc. Đó cũng là lời nhắc nhở về nguồn gốc của chúng ta và những truyền thống đã hình thành nên bản sắc của chúng ta.